À, xin chào các em, tiếp theo thì chúng ta sẽ sang module thứ hai theo cái đề án dạy học module bài 3 đường thẳng vuông góc mặt bằng phẳng. Module thứ hai là tính chất. Module thứ hai thì nhanh thôi. Tính chất và sách giáo khoa trang 100. Thì thầy giáo sẽ chia ra thành một số phần nhỏ như sau. Thứ nhất là sự tồn tại mặt phẳng đi qua một điểm và vuông góc với đường thẳng. Thì tính chất như sau. Có duy nhất một đường một mặt phẳng đi qua một điểm và vuông góc một mặt đường thẳng cho trước. Có duy nhất một mặt phẳng đi qua một điểm và vuông góc mặt phẳng cho trước. Thì một số tài liệu, một số thầy cô sẽ ghi là có một và chỉ một mặt phẳng đi qua một điểm và vuông góc một đường thẳng cho trước. Tức là có một và chỉ một, không hơn. Cái này là liên quan mật thiết đến một số bài toán của chương trình lớp 12. Nha, phát biểu thì đã đọc bông màu vàng là trong sách giáo khoa chuẩn. Nhưng đôi khi người ta sẽ phát biểu là có một và chỉ một, có một và chỉ một chính là có duy nhất cần gì? Mặt phẳng đi qua một điểm và vuông góc một điểm cho trước. Ví dụ minh họa. Tất nhiên ví dụ này trong sách giáo khoa không có rồi. Học module nó khác. Học module có nhiều ví dụ sách không có. Rồi, cho hình chóp SABCD có SA vuông góc mặt phẳng ABCD. Gọi MNPQ lần lượt là trung điểm SA, SB, SC và SD. Câu hỏi đặt ra là chứng minh rằng bốn điểm MNPQ cùng thuộc một mặt phẳng. Xin mời. Bài này thật ra là chương 2 giải được. Trong cái tôi sẽ nói là chương 2 thì giải thế nào và chương 3 thì giải thế nào không. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ hình. Có một số bạn là nghe cái câu này một phát là vẽ hình cho đấy là hình bình hành là sai rồi, đây là hình chóp tứ giác thôi nhé, cho nên vẽ đấy nó phải là một cái tứ giác bình thường. Bình thường là thế nào? Vẽ bình thường thì nó dạy rồi, một cái đường nằm ngang, còn này chéo, này chéo thế này, chéo thế này đấy. Để bài cho SA vuông góc, chúng ta dựng thẳng đứng lên, kéo xuống. F, A, B, C, D. Bây giờ đề bài bảo chúng ta là MNPQ lần lượt là trung điểm của SA. M, P, Q lần lượt. Xong nó bảo nó bắt chúng ta chứng minh bốn cái điểm này cùng thuộc một mặt phẳng. Bài này có thể chứng minh bằng chương 2 cũng được mà chương 3 cũng được. Chương 2 làm được mà chương 3 làm được. Bây giờ thầy nói qua cái phương pháp của chương 2 nhé. Chương 2 ấy, thì là chúng ta dựa vào quan hệ song song. Em có thể khẳng định được cho thầy là MN song song AB. À.
n không thuộc vào mặt bằng ABCD. AB thuộc vào mặt bằng ABCD. Đây là thầy giáo viết dài cho nó đủ đấy. Suy ra MN sẽ song song mặt bằng ABCD. Tương tự như thế thì các em chứng minh được MB cũng song song mặt bằng ABCD. Và hai đường thẳng này nó cắt nhau. Nó cắt nhau cùng nằm trong mặt bằng MNP, cho nên các em sẽ suy ra mặt bằng MNP song song mặt bằng ABC. Đây thầy nói qua cái này chúng ta không đi cách. Tương tự như vậy, các em cũng chứng minh cho thầy là mặt bằng MPQ cũng song song mặt bằng ABCD. Thế thì hai cái mặt bằng MNP và mặt bằng MPQ cùng đi qua điểm M, cùng đi qua điểm M mà cùng song song mặt bằng ABCD thì hai mặt bằng này phải trùng nhau. Bởi vì chúng ta sử dụng cái định lý gần giống như này, có một và chỉ một mặt bằng đi qua một điểm và song song một mặt bằng cho trước. Thế hai thằng này nó cùng song song vậy thì nó phải trùng nhau. Trùng nhau thì bốn điểm trên là cùng thuộc mặt bằng, bài toán giải quyết xong. Đây là phương pháp sử dụng chương 2. Chương 2. Hai mặt bằng MNP với mặt bằng MPQ nó trùng nhau thì chả là bốn điểm này cùng thuộc mặt bằng. MN đều thuộc mặt bằng MNP còn gì nữa, đúng không? Rồi, đấy là cách của chương 2. Thì bây giờ chúng ta sử dụng cách của chương 3 là như sau. Thì thay vì cái chỗ vuông song song này thì chúng ta sẽ chơi nhiều vuông góc. Vuông góc là em sẽ chứng minh cho thầy là cái mặt phẳng MNP, mặt phẳng MNP vuông góc với lại SA. Rồi tương tự như thế, em cũng chứng minh là mặt phẳng MPQ cũng vuông góc SA. Cái hai mặt phẳng này cùng đi qua một điểm M mà cùng vuông góc bằng SA thì suy ra nó phải trùng nhau. Thế là xong. Thầy chọn ví dụ nào nó chết chuẩn chỉ viết đâu ví dụ đó. Đúng chưa? Bởi vì có một và chỉ một mặt phẳng đi qua một điểm và vuông góc một đường thẳng cho trước. Thế bây giờ có tới hai mặt phẳng nữa. Hai mặt phẳng này bắt buộc phải gì ạ? Trùng nhau. Thế là xong. Quá dễ dàng. Ổn không? Rồi, thì bây giờ trình bày. Trình bày như sau. SA vuông góc mặt bằng ABCD. À, sẽ đánh máy thừa rồi cái S chữ S. SA vuông góc với ABCD. Thì quái nào đánh máy thừa mà sửa rồi vẫn còn. Sửa rồi. À, sửa xong nhưng mà chưa biên dịch lại. Chờ tí xíu. Tức là phải đã xóa chữ đi rồi. Sửa tí để cho nó ra chuẩn. SA vuông góc mặt phẳng ABCD thì SA nó sẽ vuông góc với tất cả các đường trên mặt phẳng đó. Đó là AB, AC, rồi AD. Sau đó làm gì tiếp? Để ta sẽ chứng minh SA vuông góc mặt phẳng MNP. Thì vì đề bài cho chúng ta là MN lần lượt là trung điểm của SA, SB, cho nên là MN nó sẽ song song AB. Tính chất được trung bình. Đúng chưa? Đấy. MN nó song song AB, được chưa? Rồi. Nhưng mà AB thì nó lại vuông góc SA. Cho nên là SA cũng vuông góc với MN. Cái này nó từ đâu? Chính là dựa ra từ góc đó. Góc đó. Như này này. Có lẽ câu này nhiều bạn không hiểu. Bây giờ thầy chụp ra xong đó thầy giải thích nhé. Có nhiều bạn không hiểu. Thực ra nó dùng kiến thức từ bài trước. Kiến thức từ bài trước là chỗ nào? Kiến thức từ bài trước là chỗ nào? Đây, xuất phát từ chỗ này. Có lẽ nhiều em không hiểu này nhé.
Tức là A mà song song với A phẩy thì góc giữa A và B bằng góc giữa A phẩy và B. Rồi, trường hợp đặc biệt ở đây. SA vuông góc với AB. Rồi. Thì góc giữa SA và AB thì sẽ bằng 90 độ. Đúng không? Thế nhưng mà AB nó lại song song với lại MN. Cho nên là góc giữa SA với AB thì bằng góc giữa SA và MN. Hiểu chưa nào? Hiểu chưa? Thế nhưng mà vì bằng 90 độ cho nên nó sẽ viết là vuông góc. Đấy, về sau này mình có là gì? Nếu A song song với B mà đường thẳng C mà vuông góc với A thì sẽ suy ra là C sẽ vuông góc với B. Nhớ nhé. Đấy. Cho hai đường thẳng song song thì nếu một đường thẳng một vuông góc với đường thẳng này thì sẽ vuông góc với đường thẳng kia. Cái này thì ở trong tài liệu thì nó không ghi đâu, nhưng mà mình phải ghi vào cho hai đường thẳng song. Nếu một đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng này thì sẽ vuông góc với đường thẳng đúng chưa? Đấy. Đấy, như vậy là ở đây chúng ta có là MN song song với AB và BE đường trung bình. SA vuông góc với AB thì suy ra SA sẽ vuông góc MN. Hoàn toàn tương tự chúng ta sẽ suy ra được là SA vuông góc MP. MN và MP cắt nhau cùng thuộc mặt bằng MNP, suy ra SA phải vuông góc MNP. Xong, cái thứ nhất. Cái thứ hai là hoàn toàn tương tự, chúng ta sẽ có SA vuông góc MNQ. Hai mặt bằng MNP và MNQ cùng đi qua một điểm M và cùng vuông góc SA. Do đó chúng phải trùng nhau, bởi định lý là phát biểu là có một và chỉ một mặt bằng đi qua một điểm và vuông góc được cho trước. Bây giờ có tới hai mặt bằng là MNP và MPQ, cho nên bắt buộc hai mặt bằng này phải trùng nhau. Trùng nhau thì cái điểm Q, MNPQ này đều thuộc vào hai cái mặt bằng nó trùng nhau đấy. Và bài toán đã giải quyết xong. Đúng chưa? Đấy. Phải đưa ra tính chất nào và phải có ví dụ minh họa. Rồi, như vậy ví dụ này được giải quyết xong. Hai cách, một cách là dùng hình học ở lớp trường trước và cách thứ hai là dùng ở trường này. Chú ý, ngoài cách giải trên ta còn có cách giải khác như sau. Đó là chúng ta đi chứng minh mặt bằng MNP song song ABCD và MPQ cũng song song ABCD. Sau đó sử dụng kiến thức ở chương 2 là có một và chỉ một mặt bằng đi qua một điểm và song song với mặt bằng phía trước. Ui, vậy là có nhiều cách nhỉ. Đấy. Do đó nó phải trùng nhau. Nhưng mà SA lại vuông góc ABCD thì SA nó sẽ vuông góc mặt bằng còn lại. Đấy. Tức là cái này nó lại sử dụng sang cái tính chất số 2 ở trang 101 cơ. Mà bài này thì sang module 3 lại giải cách khác. Là cách ở dưới này. Rồi, như vậy ví dụ trên được giải quyết xong. Những bài toán chứng minh bây giờ nó sẽ khó. Tiếp áp dụng vào hình học lớp 12. Chúng ta cầm đèn đi trước ô tô. À, câu hỏi đặt ra là viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm A tọa độ 2, 3, trừ 1 và vuông góc với đường thẳng D. Có phương trình là x bằng 4 trừ 3t, y bằng 5 cộng 2t và z bằng trừ 1 cộng 4t. Đây là phương pháp tọa độ trong không gian. Chúng ta chưa học nhưng mà chúng ta có thể hiểu lờ mờ được. Thế thì nó tương tự như là giữa hai đường thẳng trong mặt phẳng ấy, thì hai đường thẳng trong mặt phẳng thì vuông góc với nhau ấy, thì vectơ pháp tuyến của đường thẳng này là vectơ chỉ phương của đường thẳng kia và ngược lại. Đấy, thì ở đây trong không gian thì thế nào? Trong không gian thì vectơ chỉ phương của đường thẳng này đồng thời là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng nhé. Như vậy thì vectơ chỉ phương của đường thẳng D này thì đọc tương tự như là trong hình học phẳng, đọc các hệ số nhé. Đường thẳng D sẽ có vectơ chỉ phương là trừ 3, 2, 4. Mặc dù các em chưa học nhưng mà nó tương tự nhau hình học lớp 10. 3, trừ 3, 2, 4. Như vậy ta có như sau. Đường thẳng D sẽ có vectơ chỉ phương U tọa độ là trừ 3, 2, 4. Cái này là công nhận. Tiếp theo là thì cái mặt phẳng này nó đi qua A và vuông góc với B cho nên nó nhận vectơ chỉ phương của đường thẳng D là vectơ pháp tuyến của nó. Đấy. Thế thì tiếp theo nữa là sử dụng cái công thức ở trên bảng. Mặt phẳng đi qua một điểm và vectơ pháp tuyến cho trước thì có phương trình là a nhân x chứ y không cộng b nhân y chứ y không cộng z c nhân z chứ z không.
hay số 3, chúng ta ra là kết quả. Đây là bài của lớp 12, nhưng mà chúng ta bắt đầu hiểu là mà đúng không? Đấy. Như thế là một mặt phẳng hoàn toàn xác định khi biết được một điểm và vectơ phát tuyến của nó, là nó dựa vào cái kết quả, cái định lý, cái tính chất số 1 của chúng ta là có một và chỉ một mặt phẳng đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng trong siêu. Một bài tập tương tự, vài bài tập tương tự cho các em ở phía dưới. Em nào có thể thích mạo hiểm có thể làm được, hoàn toàn có thể làm được. Nhà lý thuyết của nó là đây, mặt phẳng đi qua một điểm này, vectơ pháp tuyến này có phương trình này, tương tự như là phương trình đường thẳng trong mặt phẳng này. AX trừ Y0 cộng BY trừ Y0 bằng 0. Đây là trong không gian thì nó ra phương trình mặt phẳng. Cộng thêm C nhân Z trừ Z0 bằng 0 này. Có 3 câu này để chúng ta có thể thử làm được. Đấy là chương trình của lớp 12 đấy. Cái đấy là rảnh rỗi làm nhé, tự làm sau nhé. Làm được thì là coi như là tuyệt vời luôn đấy. Còn không làm được cũng không sao cả. Làm được không sao cả, nhưng mà làm được thì tuyệt vời. Vì sao tuyệt vời? Bởi vì đúng là nó tuyệt vời thật. Học lớp 11 mà đã giải được bài lớp 12. Công thức ở trên rồi, thầy giáo ghi công thức ở trên rồi. Đây này. Vector chỉ phương của nó, các em cứ đọc hệ số thôi. Đường vuông góc mặt thì vector chỉ phương của đường thẳng là vector pháp tuyến của mặt phẳng. Và chúng ta dùng cái công thức này. Thay vào. Nha. Bây giờ chúng ta sang phần thứ hai là mặt phẳng trung trực. Mặt phẳng trung trực thì nó định nghĩa như này: một mặt phẳng đi qua trung điểm Y của đoạn thẳng AB và vuông góc đoạn thẳng AB được gọi là mặt phẳng trung trực của AB. Thế thì chúng ta hiểu là trung trực là như nào. Trung trực là đi qua một điểm, đi qua điểm trung điểm và vuông góc. Trực ở đây là cái từ Hán Việt ấy. Tính thành trung trực, à không phải, không có tính từ trung trực, thẳng thắn. Thì trung trực thì nó vuông góc, là gọi là thẳng. Trung ở đây là trung điểm, đi qua trung điểm và vuông góc thì nó gọi là trung trực. Đây là minh họa. Lấy một cái điểm M bất kỳ trên cái mặt phẳng trung trực P của đoạn AB, chúng ta nối Y với lại M, thì đề bài cho chúng ta là đường thẳng AB vuông góc mặt phẳng P, trong khi đó IM thì lại nằm trong mặt phẳng P, cho nên ta sẽ suy ra là AB vuông góc IM. Thì nối M với A và B thì rõ ràng chúng ta có IM là đường trung tuyến, đồng thời là đường cao, cho nên là chúng ta sẽ dẫn tới MA bằng MB, tức là M cách đều. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ suy ra được là nếu như mà nó nằm trên mặt phẳng trung trực thì nó cách đều, và ngược lại nằm cách đều thì nằm trên đường trung trực. Từ đấy chúng ta rút được ra là tập hợp tất cả các điểm cách đều hai đường cố định phân biệt trong mặt phẳng, là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng nối hai điểm đó nha. Chúng ta không, trong sách giáo khoa nó không ghi cái này đâu, cho nên sau này người ta bảo là mà chúng ta tìm được đến nó cách đều hai điểm cố định thì chúng ta sẽ biết ngay đó chính là mặt phẳng trung trực. Rồi, tiếp tục nữa là chúng ta có ghi nhớ như sau: một điểm nằm trong không gian cách đều hai điểm cố định phân biệt thì sẽ phải nằm trên mặt phẳng trung trực của nó. Cách đều tức là khoảng cách bằng nhau ấy, từ Hán Việt cách đều tức là khoảng cách bằng nhau. Ngược lại, điểm mà nằm cách đều hai điểm cố định phân biệt, vừa nãy là nằm trong mặt phẳng nhé, thì ra đường thẳng trung trực. Trong không gian thì nằm trên mặt phẳng trung trực, còn trong mặt phẳng thì ra đường thẳng trung trực của đoạn nối hai cái đó. Để chúng ta thấy nó không mâu thuẫn gì với sách giáo khoa lớp 10, lớp 9. Một ví dụ cuối cùng của ngày hôm nay là cho tứ diện ABCD. Cái này quen quá. Mặt ABC và ABD là các tam giác đều, tính góc giữa AB và CD. Trời ơi, ví dụ này là cái ví dụ mình học từ hôm thứ sáu, hôm nay mình lại chiến đấu lại lần nữa, hai lần rồi, ba lần này là lần thứ ba. Đầu giờ học, giờ lại học tiếp. Rồi,
thì bây giờ em quan sát luôn hình vẽ, trình bày ngắn gọn cực. Tam giác đều thì liên quan đến gì? Tam giác đều, tam giác ABC là đều, cho nên là CA bằng CB. Dạ, bình tĩnh nhé. Cách này hay cực kỳ luôn đấy. Bài này như vậy là giải bằng ba cách rồi đấy. Nếu chưa nói là còn hai cái cách kia nó còn chia làm đôi ra nữa. Ngoài hai cách giải trong buổi trước và buổi này lúc đầu giờ ra còn cách giải khác như sau. Nó nói tam giác đều thì chia ra cái gì? Tam giác đều thì ba cạnh bằng nhau, nói riêng CA bằng CB. CA bằng CB có nghĩa là C cách đều và cách bằng nhau thì nó gọi là cách đều A và B. Chứng tỏ rằng là C sẽ nằm trên mặt phẳng. Mặt phẳng trung trực của AB, cứ cách đều và nằm trên mặt phẳng trung trực nhé, đừng quên nhé. Tương tự như vậy, DA bằng DB, để bài cho tam giác đều mà. Biết thêm vào này là tam giác ABC đều nhé, đều thì nó phải cân luôn. Xì ra này, tương tự như vậy, tam giác ABD đều. Đều thì sao? Đều thì sẽ suy ra là DA bằng DB. DA bằng DB. Suy ra D cách đều. Cái cách này nó hơi khó hiểu một chút. Alo ạ. Có, mang ra luôn. Cái thứ hai là DA bằng DB, cho nên D cách đều A và B. Cũng suy ra điểm D nằm trên mặt phẳng trung trực của AB. Hai thằng này đều nằm trên mặt phẳng trung trực, mặt phẳng trung trực đương nhiên nó có góc. Đúng chưa? C và D đều nằm trên mặt phẳng trung trực. Mà em nhớ là cái gì? CD nó vuông góc mặt phẳng trung trực. À, xin lỗi nhầm. AB vuông góc mặt phẳng trung trực. Đúng chưa? Mặt phẳng trung trực thì phải vuông góc gì đấy. Mà CD thì lại nằm trong mặt phẳng trung trực. Đây ta ký hiệu là alpha nhé. CD nằm trong mặt phẳng alpha. Đấy, C nằm trên, D nằm trên thì còn gì nữa? Suy ra là AB sẽ vuông góc với CD. Đấy. Đây là tuyệt chiêu thứ ba để giải bài này. Rất hay. Wow. Rồi, các em thân mến, như vậy là với ví dụ trên thì chúng ta đã kết thúc buổi học ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em buổi học sau. Chào các em.